Ok, xin chào anh em, rất vui được gặp lại anh em trong những cái clip về Auto Chat ở trên kênh Game Today. Đầu trận đấu đã bắt được cái con rơi 2 sao rồi anh em ạ. Rất là ok. Có thể chúng ta sẽ đi theo cái con đường kỵ sĩ. Đấy. Lâu lắm rồi chưa chơi kỵ sĩ nhỉ. Ở trên kênh thì cũng rất ít khi chơi kỵ sĩ. Đây nó không phải là cái bộ ưa thích của tôi. Nhưng mà meta này thì chơi được. Meta mà Hunter nhiều thì có thể chơi chúng ta có thể chơi Clive. Hunter bắn nói chung là nó cũng sẽ phải cần khá nhiều đồ mới ăn được Clive. Nhất là cái giai đoạn mà Clive lên được 11 thì tôi nghĩ là khá là counter đấy. Cái con súng ấy nó sẽ bắn vào cái con Fortuner Teller rất là nhiều. Nó đủ thời gian để cho cái bộ 6 Glacier, 6 Clive có thể sổ vào trong cái hàng đằng sau. Đủ đồ, không bị khống chế thì có thể là chơi được. Cái bọn Hunter nó khá là mỏng. Đấy, chỉ cần không bị khống chế thôi. Chúng ta sẽ, nếu mà chơi với Hunter sẽ hướng đến những cái món kháng phép, BKB hay là giáp tím. Những cái món mà có thể giảm cái hiệu ứng khống chế của đối thủ. Cái round này nó ra cái con súng nhưng mà tôi thấy là có lẽ là chúng ta không nên chơi anh em ạ. Ra con súng thì chả nhẽ lại bây giờ lại một lúc sau lại đánh về Hunter thì nó lại buồn cười. Nên là tôi quyết định là tôi không chơi chơi Hunter anh em nhá. Ok. Ui bài ra linh tinh quá nhở. Trận này còn có thể là chúng ta chơi bắn trưởng cũng được. Chơi 5 rồng. Cái bộ 5 rồng thì nó không ngán gì bộ Hunter đâu anh em ạ. Tất nhiên là nó sẽ ngán khi mà trong cái truyền thuyết là có cái con Tsunami thì nó sẽ là 6 Hunter kết hợp với cả 6 cá, 6 Marine đánh ở level 10 thì đúng là ngán thật. Nhưng mà trận này thì không, trận này không có Tsunami. Nên là chúng ta cũng có thể chơi mết cũng được anh em ạ. Nếu mà trận nào mà có Tsunami mà có 5 rồng, có cái con rồng 5 đô sau đó có con rớt thì cũng phải suy nghĩ về cái việc là có lên chơi không. Thường các anh em leo rank thì tôi nghĩ là cái việc chơi là bình thường. Ở đây có con Thunder này. Anh em leo rank thì anh em chơi thì nó là bình thường. Anh em không cần top 1. Ví dụ như là có cái con Tsunami thì anh em vẫn chơi, anh em vẫn được top 2 bình thường. Đấy, nhưng mà tôi thì tôi làm clip nên là thường là những cái clip nó sẽ phải được top 1. Đấy. Top 2 trận nào hay lắm, nó gọi là cực kỳ hay, cực kỳ kịch tính hay là mãn nhãn thì mới top 2 thôi. Để mà up lên cho anh em xem, chứ còn thực ra thì nói thật với anh em là 10 clip không không, 20 clip. Đấy, 20 clip top 1 thì may ra mới có một cái clip top 2. Đó, nên là những cái trận mà nó có con Tsunami ấy, mà nó có 5 rồng, nó có cả rớt này, nó có mấy cái con mết vào tôi cũng không chơi đâu. Tôi không chơi đâu bởi vì chắc chắn là rất khó top 1, top 2 thôi. Đấy, nhưng mà leo rank thì vẫn ok, vẫn ổn. Leo rank thì cũng rất là ổn áp. Ui thằng này nhiều 2 sao này nhưng mà tôi ăn được. Nó rơi gánh này, vãi đái. Được quá nhỉ. Thế thôi mà lại rơi lại rất là gánh nhá. Mới kẹp vào 2 Clive với cả Glacier thôi. Chưa có gì cả. Flame Wizard là chúng ta sẽ có 3 mét. Ok. Nhưng mà chúng ta lại không up cấp được. Round này chắc là phải bán cái con nào đi để up cấp. Đây bán con này đi. Sẽ phải up cấp để cho 3 mét vào đã. Giảm 25% kháng phép của đối thủ. Cho cái con rơi này nó gây đam anh em ạ. Con rơi này bây giờ đang co đấy. Nhìn thế thôi, một tiền thôi nhưng mà khỏe lắm. Con rơi này chính ra nếu mà so với những con một tiền khác thì con này nó cũng phải gọi là hàng top gây đam ấy. Anh em nhìn cả cái lượng đam của con rơi nó gây ra 2k đam ấy chứ có ít gì đâu. Ok. Rồi. Coi như là ổn áp. Up cấp lên. Bây giờ có con dơ so thay cho con rồng thì ngon.
Hiện tại thì mới có 2 Clive thôi, cũng chưa biết là có đi theo con đường Clive không. Nếu mà nó không ra Clive thì chúng ta chuyển sang rồng luôn nhá anh em nhá. Tôi đã chơi rồng, chuyện này không có Tsunami thoải mái luôn. Thoải mái đi. Rất là ok. Còn nếu mà bây giờ ra Clive thì tôi sẽ suy nghĩ lại việc chuyển sang làm rồng. Nếu mà ra Clive thì chơi Clive thôi. Đấy, chót lấy đồ bắn trưởng rồi thì tạm thời cho mấy cái con bắn trưởng. Tí nữa chuyển lại, không có vấn đề gì hết. Bây giờ đồ linh hoạt lắm anh em ạ. Chúng ta lấy ở giai đoạn đầu game một kiểu, xong rồi late game chúng ta lại chuyển một kiểu. Mà chuyện này hơi lag. Lag thật đấy. Lag cái kiểu này mấy cái lúc mà Hyperon là sẽ toang ấy. Cái ping 200 này tôi không tự tin chơi mấy cái đội hình Hyperon đâu. Kiểu mấy cái đội hình kiểu Greater hay là Hunter hay là đội hình fake ấy, các cái đội hình fake tôi không chơi được. Không hiểu sao dạo này lag thế. Toàn ping trên 200 thôi. Ảo thật đấy. Không biết là do game hay là do cái mạng nhà tôi. Nhưng mà tôi vẫn đào tài liệu ầm. Thật mà. Tài liệu vẫn đào đầy đủ, vẫn rất là nhanh. Nhưng mà không hiểu sao. Ok. Chúng ta sẽ giữ chuối. Rồi có chuối luôn. Quá tuyệt vời anh em ạ. Ra ngựa này. Kèm theo đấy là cũng khuyến mại một con rồng luôn. Này cũng chưa biết chơi gì. Cái con ngựa này nó ra ở cái thời điểm này nó cũng không được ngon cho lắm. Kiểu bây giờ ké mấy round xong rồi bán đi ấy, mấy cái round kiếm sách ấy. Mà nếu mà bỏ con ngựa này vào là sức mạnh đội hình nó yếu đi ấy nhá. Nếu mà để berserker vào thì rõ ràng là mạnh hơn. Đấy. Nhưng mà lại không kiếm được sách. Bây giờ kiểu tham tham ấy, xong rồi cho cái con ngựa này vào thôi. Nhưng mà tham thì có khi là thâm đấy, trả giá đấy. Tự nhiên lại vào phát mất chuỗi thôi. Chúng ta khẩn. Quả này đúng là kiểu round này khẩn thôi. Nốt cái round 10, 11 là tôi có thể dí cấp lên 7 rồi. Lại cho berserker vào như bình thường. Và cái round này hy vọng là sẽ không mất chuỗi. Liều ăn nhiều à? Có phải không? Liệu rằng có phải là nhiều ăn nhiều? Thằng này ăn nổi không nhỉ? Chắc là ăn được. Con rơi còn sống thì là ăn được. Ôi tôi chết rồi anh em ơi. Mẹ đúa liều ngu rồi. Ngu người rồi anh em ơi. Mẹ vãi cứt. Được không? Con này được không? Solo được không? Ui may quá. Lướt thì pha lửa. Lướt thì pha lửa. Ok không? Được không? Được không? Ui rồi ui. Hết hồn. Ok. Tranh thủ kiếm mấy cửa sách đã. Hiện tại là cũng 4 human à cũng 5 human rồi đấy. Thiếu một con human nữa thôi. Xếp làm nào để cái con ngựa của tôi ấy, nó sẽ không bị chết để kiếm được 10 dam ở đao này đã. Cái con này cũng ngon này, từ từ đã nhá. Tôi thấy là chúng ta có một con tướng mới và tôi cần phải test thử trong cái meta mới của chúng ta. Sau khi update có mấy cái con tướng thuộc tộc Hard Orc ấy, thì tôi thấy là có cái con 4 đô nó rất là ok. Trưởng skill của nó sẽ là một cái skill khống chế diện rộng. Khống chế diện rộng và nó có một cái sức mạnh mà không phải ai cũng biết, nhưng mà tôi cũng mới biết đấy. Tôi cũng xin chia sẻ cho anh em. Xung kích, lấy cái xung kích đi hoành chuyện thắng anh em nhá. Cái ngọc giảm hồi chiêu thì nó đánh thiên về lết hơn, thiên về những cái bộ gót hơn. Còn chúng ta là chúng ta dồn nam mạnh luôn.
Ơ thằng này dí lên level 7 để ăn tôi này. Ăn dễ như thế à? Ăn dễ thế à? Ăn dễ thế à? Ăn dễ thế à? Ăn dễ thế à? Cầm xung kích rồi bạn ơi. 6 Hunter với chúng tôi. À, định đớp quả chuỗi. Không dễ thế đâu. Cái bọn Hackock ấy kết hợp với nhau thì tôi thấy là nó khá là phế, nhưng mà từng con tướng nó đứng một mình thì nó khá là khỏe. Từng con tướng nó đứng một mình khá là khỏe. Anh em đã từng biết từ cái chiến thần chết chưa? Ui giời, mạnh lắm. Kết hợp với cả 6 đỏ này, rồi kết hợp với cả Warlock, cực kỳ mạnh luôn. Nếu mà anh em chưa có biết được cái bộ đấy thì có thể mấy cái clip nữa tôi sẽ làm. Khỏe lắm anh em ạ. Con thần chết kết hợp với 6 đỏ cực kỳ khỏe luôn. Một dã phát là gây đam, chỉ cần một cái từ từ nha. 6 Clyde. 6 human luôn này. Cả 6 human luôn. Vừa 6 Clyde vừa 6 human. Có lên tham một tí không? Hay là thôi. Tôi nghĩ tôi vẫn sẽ tham. 6 human là một cái gì đấy mà rất là khó cưỡng lại anh em ạ. Một cái gì đấy nó rất là đam mê. Đấy, lên 12, 11, 12 thì thực sự là nó rất là mạnh. À, tôi quyết định tham thì tham luôn. Chúng ta phải có cái mạo hiểm anh em ạ. Nó là cái sự đánh đổi. Để được một cái đội hình tối thượng thì chúng ta sẽ phải có một cái sự mạo hiểm nhất định. Chứ không có một cái gì ở trên cuộc sống này chúng ta không mạo hiểm mà chúng ta lại có cái thành quả ngon cả anh em ạ. Cái gì như thế thôi. Nếu mà chúng ta nhẹ nhàng tình cảm, chúng ta không, cái độ mạo hiểm nó không cao thì chúng ta sẽ được một cái thành quả nó thấp. Ui gặp Clyde này không biết có ăn được không. Chúng ta phải có cái sự mạo hiểm cao anh em ạ. 6 human chỉ cần 2 round thôi là chúng ta dí lên 8 sớm. Rồi sau đó nó sẽ là lên 9. 2 round, 3 round thôi. Đến đúng cái round 15, 16 là chúng ta có thể lên được level 9. Lúc đấy thì nó là cái thành quả của cái sự mạo hiểm. Ok, tôi quyết định mạo hiểm. Quá tuyệt vời. Rồi, 1 round mạo hiểm. Lên 8 cái đã. Kẹp 3 mét vào. Được chưa? Anh em đã thấy ok chưa? Bây giờ mà cái con ngựa lên được 2 sao thôi. Thực ra con ngựa lên 2 sao thì nó cũng chả có đồ. Nhưng mà thôi thì cứ lên 2 sao thôi. Lên được con nào 2 sao thì cũng được tốt con đấy. Chứ còn bây giờ cũng mong chờ gì hơn đâu. Rồi. Cái con tướng 4 tiền ở trong tộc Hackock ấy, nó kết hợp với các cái bộ mà nó cần cái khả năng khống chế rất là mạnh. Bộ Hunter kết hợp con đấy cũng mạnh nhá, nhưng mà cái bộ mà tôi đang muốn nói là chính là cái bộ mà tôi đang chơi đây. Khả năng là chuyển về 5 dòng. Già ra rồi. Trận này tôi cũng bỏ qua mấy con rồng rồi. Vì tôi xác định là chúng ta chưa có chuyển sang rồng vội, mà chúng ta sẽ đá qua cái bộ Clyde kết hợp với cả human đã. Sau đó là chúng ta lên được 10-11 thì chúng ta mới chuyển. Đấy, còn bây giờ thì khá là ok rồi. Đấy, mạo hiểm coi như là đạt được cái thành quả bây giờ là cũng là ok lắm đấy anh em ạ. Tôi chỉ mong là như thế thôi. Bỏ con này đi. Chúng ta có đủ 6 Clyde rồi. Chỉ cần lên được 9 thôi là nó ấm luôn anh em ạ. Mỗi cái round này chúng ta có 3 cửa sách. Chúng ta sẽ lên 9 sớm đấy anh em. Round sau là lên được 9 rồi. Quá tuyệt vời anh em ạ. Rồi. Cắn hết cái đống sách cả luôn. Đấy, 6 human kết hợp với 6 Clyde và 3 mét. Đồ sẽ random anh em nhá. Ok. Nói chung là đồ nào cũng chơi được. Cái bộ này thì bắn trưởng hay là
đồ phép đều có thể chơi được. Rồi bây giờ vô tư gặp mấy cái thằng phép này thì không sợ nữa rồi. Chúng ta là 6 cờ lai rồi, kháng phép rất trâu. Con già là bắn trưởng ấy, con già của đối thủ là bắn trưởng, tôi chả mất tí máu nào luôn. 6 cờ lai. Mà cái bọn cờ lai này không biết là có bắp ngầm gì không, nhưng mà có vẻ khá là khỏe đấy. Tôi thấy tôi chơi cái bộ này ngày trước nó cũng không đến nỗi mà nó khỏe đấy như bây giờ đâu. Mà không hiểu sao bây giờ nó khá là khỏe đấy nhá. 6 cờ lai đấy. Tuy nhiên là để đánh với cả Hunter, tôi quyết định chọn con đường 5 rồng. Tại sao thế? Bởi vì là chuyện này có rớt, có dòng 5 đô và chúng ta không có Tsunami. Đấy, chứ còn nhiều khi chơi Clay đánh ở level 10 thì vẫn thua đấy. Lên 11 thì có khả năng thắng cao thôi, chứ còn cũng chưa chắc đã thắng ở đâu nhá. Lên 11 thì nếu mà chúng ta chơi theo kiểu gì cấp như này thì full 2 sao thì khó lắm anh em ạ. Clay nó phải có 3 sao cơ. Co 3 sao, còn 2 sao như này thì chắc là phải chơi co ở rồng. Định cắt chuối tớ nhưng bây giờ thì không cắt được nữa rồi. Vừa lấy dí lên để cắt nhưng mà bây giờ chịu rồi. Bây giờ có làm cách nào thì cũng không cắt được. Bây giờ chỉ có roll ở level 7 là súng 3 sao thì may ra mới cắt được thôi. Con súng thì nó cũng không dễ lên 3 sao như thế đâu. Chuyện này tranh nhau bài Hunter thì khó lắm. Còn tôi thực ra tôi dí lên 11 sớm rồi, tôi chuyển sang 5 dòng luôn. Lên được 12 thì lên, nếu mà không lên được 12 thì chơi ở 11 cũng được. Đấy, bây giờ tiết kiệm luôn rồi. Một round nữa thôi là chắc chắn là lên được 11 rồi nhá anh em nhá. Round này thắng là lên được 11. Còn chúng ta còn round quái nữa cơ mà. Nếu mà thua thì vẫn có thể lên được 11 luôn. Bây giờ là gần như chắc chắn là lên được 11 rồi. Nếu mà không lên được 11 ở round người thì chúng ta đợi round quái là chắc chắn là lên được 11. Đấy, ok chưa? Tôi dí lên 11 luôn đấy. Round 21. Round 21 là lên 11 luôn. Không nói nhiều, cho các bạn đuổi theo. Các bạn là phải roll, các bạn là phải hyper roll. Thôi tôi dí cấp luôn. Dí cấp lên kiếm con rớt anh em ạ. Cấp càng cao càng tốt. Nói chung là tôi không có roll ở level thấp. Tôi mà đã có chuỗi là tôi sẽ roll ở level 10. Cho nó chắc chắn ra rớt, ra giống 5 đô. Cái con này nó có một cái là mặc dù là cái skill của nó khống chế diện rộng nó khá là bá, nhưng mà cái cooldown của nó lại rất lâu. Tới 25 giây cho level 1, level 2 là 20 giây, rất lâu luôn. Chính vì thế cái con này nó không kết hợp được với God anh em ạ. Kết hợp được với God thì cái tốc độ ra đòn của nó cũng rất chậm. Hết bố game mới tung được hai trưởng thì cũng toang. Rồi, chuyện này cũng có những cái người chơi rồng mết nhưng mà họ xây dựng theo con đường rồng mết luôn, chứ họ không qua cửa lai như chúng ta. Chúng ta rất là ok. Rồi, chắc chắn là lên 11 rồi, còn lên được 12 không thì chưa biết. Giờ chỉ cần con già hoặc là con Thunder lên được 2 sao thôi thì tôi nghĩ là sẽ lên được 12 đấy. Lên level 10 chúng ta có thể cho một con Thunder 2 sao vào cũng được. Hiện tại vẫn đang giữ chuôi nhưng mà tôi nghĩ là sau round 21 thì khả năng đội hình này sẽ mất chuôi đấy anh em ạ. Round sau chúng ta sẽ lên phát lên 11 luôn. Và lên 11 ý, thì tôi nghĩ là với cái đội hình này nó hơi mỏng. Hy vọng là ra là có Thunder tự ra không phải roll. Thunder mà có đồ sẽ gánh được đấy. Không biết là có lên được 12 không đây. Ok, rồi. Cái round này chúng ta sẽ lên 11 luôn anh em nhá. Đủ tiền lên 11 rồi.
một vài round nữa chúng ta sẽ lên ở level 12. Lên 11 thì tôi nghĩ là tôi sẽ kẹp cái con assassin này vào, tăng khống chế này. Cái con assassin 4 tiền ấy ở trong cái bộ hack orc nó có cái khả năng là khống chế. Nhưng mà nó khác cái con Tsunami ở một cái chỗ là cái con này bật BKB vẫn bị khống chế anh em nhá. Đấy, nó khác ở cái chỗ đấy. Nó xuyên BKB. BKB vẫn sẽ bị là khống chế. Khá khó chịu đấy. Cái này là một cái khống chế là cực kỳ mạnh luôn. Diện rộng. Vừa diện rộng mà lại vừa xuyên BKB. Tức là nếu mà có bật BKB lên thì vẫn bị khống chế. Đấy. Cái đặc điểm của con này nó là như thế. Là nó gom đội hình lại một chỗ để cho con già hay là con Thunder nó quẹt. Cực kỳ hay luôn. Có nên đổi đồ tím luôn không nhỉ? Chúng ta chỉ còn một round nữa thôi là chúng ta lên được level 12. Và tôi nghĩ là tôi sẽ không roll đâu. Bây giờ cái bọn Clay này chúng ta sắp giải tán rồi. Là thôi kệ rồi. Một trận thắng nữa là lên được. Đấy, round này chắc chắn là lên rồi anh em ạ. Round này chắc chắn lên rồi. Nhìn là biết là lên rồi. Ok. Thực ra bây giờ mới có round 22, đội hình của chúng ta là quá mạnh ở cái thời điểm hiện tại. Xong rồi đấy. Rồi bây giờ làm gì đây? Bây giờ cái round này có chuyển luôn không nhỉ? Luôn hết tiền là chuyển luôn. Ok. Thế thì từ từ đã nha anh em nhá. Tự nhiên bọn ngựa lại lên 2 sao. Thế thì cứ từ từ đã. Saman này. Nhưng mà không chơi Saman. Chuyện này không phải chơi Saman. Mà cái bọn ngựa này này, tôi nghĩ là tôi chưa chuyển đâu. Tôi nhận thấy là có cái nhà Lâm Rồng đấy anh em ạ. Bao giờ cái nhà Lâm Rồng chết thì chúng ta mới chuyển nha anh em nhá. Bây giờ ngựa nó đấm cái nhà Lâm Rồng đã. Rồi có cái thằng Warrior này. Đã roll được 3 sao rồi đấy. Tuy nhiên súng mới 2 sao thôi. Tôi nghĩ là vẫn có thể chơi được. Ok. Ok luôn. Thừa tới 4 quyển sách đây này. Trời, mạnh quá à. Sao tối thượng ấy nhỉ? Tối thượng quá anh em ơi. Chia đồ ra. Rồi, luôn tiếp. À thôi, còn 15 giây anh em ạ. Tôi nghĩ lại rồi. 15 giây này chúng ta sẽ không thể roll được. Từ từ đã, rao sao. Rao sao cố gắng đưa con già hoặc là con Thunder lên 2 sao cái đã. Đang Trung Quốc đang có chuỗi cộng 9 kìa anh em kìa. Đấy rồi, chúng ta gặp nhau. Ui giời anh em ơi, Clay thực sự nó đấm được con Hunter đấy anh em ạ. Súng mà không lên được 3 sao thì vẫn cứ là thua bình thường. Ok. Cắt chuỗi luôn mới căng như vậy. Thực sự là như thế luôn. Doom 2 già 2 luôn này. Nhưng mà cái quả trứng này có lên là giữ lại cho con rớt không? Anh em nhở? Già làm gì tầm này nữa? Con già một con nữa lên 2 sao thì roll cái đống tiền kia chả nhẽ lại không ra. Trứng này để dành cho rớt ngon hơn anh em ạ. Đánh để hướng tới cái top 1 chứ không phải đánh để giữ cái chuỗi. Thôi. Trận này cứ từ từ bình tĩnh. Đánh hướng tới cái top 1 cơ. Chứ còn giữ cái chuỗi này làm gì đâu. Đúng anh em. Cứ hai cái con rớt xong đập trứng là sao. Vào phát là chỉ cần là coi như là nhấc cái tay lên là chúng sinh bình đẳng. Đấy.
rất nhanh gọn. Mãi vẫn chưa ra mấy con rồng nhỉ. Cay đặt. Ai u đây hả? Ra đi bạn ơi. Đấy, đây rồi, đủ 5 rồng rồi này. Rồi, thế chúng ta phải giải tán cái bọn Clay đi. Ô, hết slot à? Thôi, khô máu luôn anh em ạ, còn 20 tiền roll lốt. Ra đi. Đây rồi. Thôi, hết slot rồi anh em ạ, đập trứng luôn nhé. Con rớt đành phải chịu đựng một tí vậy. Không thể trách tôi được bởi vì con rớt tầm này nó vẫn chưa ra. Đấy. Chưa ra chả nhẽ lại đợi quả trứng mãi. Trong khi đấy tôi đang thiếu slot để tôi có thể là cho bài vào. Đang thiếu slot. Ok, chúng ta sẽ lấy những cái món đồ tung trưởng á. Bây giờ lấy đồ cam luôn cũng được ấy, nhưng mà tôi nghĩ là tôi sẽ lấy đồ tím thôi. Có vẻ như cái món đồ cam nó hơi xa xỉ ở trong giai đoạn này. Lấy đồ tím thôi anh em ạ. Đấy, Hunter làm sao mà chịu được? Không thể chịu được. Lên 12 tối thượng rồi anh em ạ. Tất nhiên là đội hình này vẫn chưa tối thượng đâu. Đấy, tối thượng là nó phải là 9m5 rồng. Ra là có rớt cơ. Nhưng mà bây giờ thì chưa ra. Cứ bình tĩnh. Toàn những cái món đồ ngon ấy, tôi cũng chưa muốn đổi lắm. Đây thiếu một đồ ra đồ cam này. Bây giờ lấy đồ tím thôi thì sẽ lấy cái RO hay cái triệu phép à. Hay lấy đồ cam lấy gậy hack ngon hơn. Đúng không? Đang phân vân không biết lấy đồ tím hay đồ cam đây. Cái gậy hack ngon đấy anh em ạ. Gậy hack ngon thật sự đó. 100% máu hết game không? Quay đái thật. Tầm này vẫn chưa thằng nào cắt được chưa tôi mà chết hết rồi. Ảo rồi. Đi hết rồi anh em ạ. Dã man. Hunter nào ăn được. Tôi chưa thấy cái thằng Hunter nào ăn được tôi luôn. Thôi tôi đổi đồ cam luôn anh em nhá. Tôi hướng tới cái hack cơ. Chứ bây giờ cái tầm này chói chiếc gì nữa. Đã lấy hack luôn. Chúng ta sẽ đổi đồ cam nha anh em nhá. Không lấy mấy cái đồ tím làm gì cả. Vào phát đã bùm phát chết hết rồi còn đâu nữa. Ui giời, không ra hết à. Để lấy cái gì đây? Lấy cái khiên không? Chính ra cái bọn Hunter lấy cái khiên này cũng ngon. Nó phản lại bắn chết bọn Hunter. Tôi nghĩ lấy cái khiên này hợp lý ấy. Búa xét làm gì? Lấy khiên luôn anh em ạ. Lấy khiên cho tướng mới. Để xem là con này nó mạnh đến cỡ như nào. Gom lại. Đấy. Vào phát gom lại vào giữa xong con già gạt phát chết hết. Con già chắc chắn nó sẽ bắn vào cái chỗ đông người nhất. Đó, cái gom này rất hay nhá. Cái gom rất hay. Ok, con già quẹt ngu thế nhở. Tôi nghĩ là vẫn ăn được thôi. Ok kìa. Thôi chết tôi rồi. Ui dồi ôi. Nó có cướp điên. Thế là cuối cùng là cũng cắt được chuỗi của tôi. Càng phết nhở. Thực ra Thunder chưa lên được 2 đấy. Mà Thunder lên được 2 thì câu chuyện nó sẽ khác. Lại ra này. Có cần con Storm Shaman không? Tầm này thì cũng hết nhà chơi bắn trưởng rồi. Nên là cũng không cần Storm Shaman nữa. Tuy nhiên con Doom thì nó vẫn có cái giá trị của nó. Ví dụ như là đối thủ chơi Hunter mà có Tsunami hay là có Siren ấy, con Doom này nó sẽ Doom vào hai con đấy để cho bọn nó không thể tung ra cái đòn khống chế. Cũng rất hay. Ok bạn ơi, nhưng mà vào phát là cái con tướng Assassin của tôi ấy, là nó tung trưởng luôn. Nó khống chế luôn anh em ạ. Thực sự là nó gom vào rất hay luôn ấy.
Rồng 3 này. Và tôi nghĩ là cái quả mất chuỗi vừa rồi chắc là cái quả, chắc là tôi nghĩ là chỉ là một lần duy nhất thôi. Đấy, anh em nhìn này, cái AOE của nó rất rộng nhá. Ba ô xung quanh cái con tướng mà nó chỉ định ấy. Đấy. Rất là hay luôn. Tức là nếu mà đứng thẳng hàng là nó đến tới tận cái hàng dưới cùng luôn. Thằng nào mà đứng trước mặt và đứng ở hàng dưới cùng của sân của đối thủ ấy là vẫn bị ôm, vẫn bị gom vào một chỗ ở giữa. Riêng con này là chỉ đứng ở hai góc mới lé thôi. Triệu phép thuật quá tuyệt vời. Úi giời ơi, dòng 5 đô quá ngon anh em ạ. Rồi, quá tuyệt vời luôn. Lên level 12, 9m, 5 dòng kẹp Doom. Vẫn còn slot nha anh em nhá. Vẫn đủ luôn. 5 dòng 9m kẹp Doom. Sick à? Cái quả vừa rồi cũng hơi đen, là rèn cái đồ cam mà không ra được cái gậy hack. Thôi bây giờ lại có cái sick thì nó gỡ lại vậy. Tôi sẽ cố gắng chuyển về cái bộ 5 dòng 9m tối thượng. Rồi, lại một con mết nữa này. Thôi bỏ Doom đi. Nó lên chơi gót rồi nhỉ. Bán bố của gót đi. Đủ 9m rồi. Ngon lại. Cái thằng đây. Trên này sẽ là một cái ví dụ. Tôi sẽ lấy ví dụ luôn cho anh em. Đây này. Trên này cái con súng của đối thủ nó có cái BKB anh em nhá. Anh em vừa nhìn thấy cái BKB bật lên không? Rồi, bây giờ tôi sẽ sử dụng cái con tướng 4 đô mới. Tôi sẽ làm cho đối thủ dù có BKB thì vẫn chết với cái bộ 9m 5 dòng này. Anh em nhá, quá tuyệt vời luôn. Ui, lại trứng này. Có lẽ là sẽ bán cái con God đi. Tầm này bán God đi nó lại hợp lý. Chín mét đấy. Cái con tường mới của tôi ấy, nó chỉ cần đứng thẳng hàng với con súng ấy là được anh em nhá. Thẳng hàng với vị trí con súng là được đấy. Nó gom BKB là nó gom mấy con cung đen vào kìa anh em kìa. Anh em thấy chưa, BKB vẫn bị khống chế. Tuy nhiên là round này có vẻ như thua. Cung đen 3 sao bắn khá chảy máy đấy. Đó, nhưng bên kia thì cái con súng 2 nó đã bị tôi tiêu diệt. Tôi chiến thắng cái nhà bên kia. 9m 5 rồng quá tuyệt vời luôn. Kể cả đối thủ có BKB thì vẫn bị khống chế. Hay không? Bây giờ có con tướng mới này thực sự nó nâng tầm của cái bộ này lên bao nhiêu luôn ấy. Ngày trước là rất sợ cái BKB, nhưng bây giờ thì cái khoảng thời gian khống chế nó sẽ khiến cho cái BKB nó hết tác dụng. Sau đó là cái đòn tiếp theo sẽ kết liễu đối thủ. Đối thủ buộc là phải kẹp 6 cá mới ăn được cơ. Nhưng mà trận này rất tiếc không có dân tê su. Đó. Nên là chắc chắn là chúng ta có thể giành chức vô địch. Chỉ cần bắt được cái vị trí con súng hoặc là con cung đen thôi. 5 rồng 9m nó gọi là tối thượng rồi. Sau đó chúng ta kẹp thêm một cái khống chế này nữa. Khống chế này quá tuyệt vời luôn anh em ạ. Gom lại. Ui giời ơi. Rao này may con súng của tôi còn chưa để ý đấy. Ok, thôi được rồi. Cái tầm này chấp nhận thua. Nhưng mà tí nữa lúc mà solo thì mày chết. Ok. Rồi, bây giờ đến lúc solo tôi sẽ dí con súng anh em nhá. Con này ấy, nó có BKB thì nó cũng sẽ chỉ có 6 giây thôi. Khống chế ở đây nó là 3 giây. Rất lâu. Khống chế 3 giây, chỉ còn có 3 giây bật BKB nữa thôi là chết.
trong vòng 3 giây đấy, cái con rồng 3 tiền của tôi nó cũng sẽ làm cái nhiệm vụ của nó, dí con súng, làm cho cái con súng nó bắn nó không có đam. Và tiếc là cái con đấy nó chưa lên được 2 sao. Mà bây giờ mà lên được 2 sao thì quá tuyệt vời anh em ạ. Bây giờ full 2 sao thôi, tôi chỉ không ước gì hơn. Đấy rồi, anh em nhìn nhá. Ấy, thấy chưa, súng đứng im, đến lúc tỉnh dậy thì hết BKB. Đó, hay chưa, quá tuyệt vời anh em ạ. Gọi là thông thạo 10 mẹ rồi, cũng trượt đi đâu được. Kết hợp hay không, một tường mới gom hay thật sự luôn đấy anh em ạ. Mày chết, mày bốn cá không làm gì được luôn. Đấy, có BKB không làm gì được luôn. Không thể giải hiệu ứng của cái stun đấy đâu anh em ạ. Stun đấy là stun không thể giải. Stun này cực mạnh luôn đấy, nó gọi là hiệu ứng khống chế mạnh nhất game. Nói chung là cũng giống như Dota anh em. Con này là con Marklet ở bên Dota ấy. Marklet ở bên Dota có cái skill mà nó gọi là API ấy. Nó chỉ cần tung skill thôi thì gom vào tất cả một chỗ, kể cả BKB thì cũng bị stun. Không thể nào mà có thể bật được. Ok. Đối thủ chết với tôi. Chạy đi đâu thoát được. Úi dồi, hai con rớt, nhưng mà rất tiếc cái quả trứng đã được đập rồi. Bao nhiêu quả trứng đã đập hết rồi. Cho rớt vào. Ok chưa? Chia đồ ra, đánh tay một ít, bắn trưởng một ít. Đấy, đánh cái kiểu hỗn hợp này nó mới khó. Chứ còn nếu mà dồn hết cái đồ bắn trưởng ấy thì bọn nó lại kẹp cá vào thì lại dễ quá. Ok. Từ từ nha. Ok. Rồi. Tự nhiên lại thèm bắn trưởng. Dã man. Thôi được rồi. Nói chung là con súng mà chết được tao này. Chết này, chết này, chết này, chết này. Chết. Gom lại. Gom lại. Ui rồi ôi. Anh em thấy chưa? Anh em thấy nó gom chưa? Nó gom chưa? Thấy nó gom chưa? Ơ, con súng bắn. Ô, hồi máu kinh đấy. Càng ấy. Đó có đồ anh em ạ. Đồ to. Không sao, không sao, không sao. Cứ bình tĩnh. Cái quả gom vừa rồi nó chưa phê thôi. Như này đi. Chúng ta sẽ có thêm cái bộ gót nữa. Hai gót thôi đủ rồi. Giờ rớt lên hai. Không sao, nói chung là trận đấu kết thúc rồi. Sang bên này đi. Gom lại. Đúng rồi. Hay quá. Tôi cố tình xếp bài ra như thế để nó bay đằng sau nó móc con súng. Ok. Xong rồi đây anh em ạ. 4 máu đi rồi. Kết hợp với cái bộ gót con này là tung trưởng được 2 lần. Dã man chưa à? 2 lần gom đấy anh em. Có 2 lần gom luôn. Đấy. Cooldown của nó chỉ 20 giây thôi. Và giảm nó chỉ còn có khoảng hơn 10 giây là được thêm phát lửa. Quá kinh khủng. Anh em ạ, kết hợp với cả 9m5 rồng và con tướng mới. Siêu khống chế luôn. BKB bật lên không thể nào thoát được luôn. Cái pha cuối ấy là tôi không có stun từ đầu. Đấy, tôi cho nó 1 giây nữa. Sau khi cái con rồng của tôi nó dí vào thì mới đến cái con đấy. Nó gọi là hiệu ứng khống chế trồng đấy. Nó trồng lên sau, ngay sau khi mà cái con rồng là bị đứt dây. Đó, quá hay. Con súng nó không thể nào có thể là bắn được phát nào cả trong cái pha cuối cùng. Rồi anh em thấy hay để lại tôi một like nhé. Anh em chưa đăng ký hãy đăng ký kênh để xem thêm các clip khác của tôi. Và nếu còn thời gian thì anh em có thể chọn clip bên trái. Con đùm lên 3 sao đấm mạnh đến cỡ như nào anh em nhá. Đấm một phát triệt con. Quá dã man anh em ạ. Và anh em cũng có thể chọn clip bên phải. Tôi kết hợp cái con thần chết với bộ 6 Glock. Cực kỳ mạnh mẽ luôn. Một bổ là gần như là toàn bộ đội hình của địch đã bay màu rồi. Và cuối cùng, nếu anh em yêu mến tôi, anh em có thể đăng ký hội viên ủng hộ cho kênh bằng cách ấn vào link ở trên màn hình kết thúc cũng như là link ở dưới phần mô tả của bộ video anh em nhé.
Cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em vào những clip tiếp theo. Bye bye.